Rồi, hello, xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha anh em. Tiếp tục clip bán máy hôm nay anh em. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip mới từ kênh mình nha anh em. Thì cuối tuần này thì tầm chủ nhật, tối chủ nhật nha, mình sẽ livestream trực tiếp cho anh em tham gia dự đoán trúng số cái con ba con em này nha anh em. 861555 nha, 0372, một con sim số dễ nhớ Tamco nha. Anh em nhớ theo dõi clip tối chủ nhật tuần này nha anh em, để mình tham gia dự đoán cho vui nha. Rồi anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. Xin nhắc lại tên em là số điện thoại mua hàng của mình là 0355 356 356, thì có trên cái bảng nha anh em. Đây mình lấy nét lại cho anh em luôn đó, bảng nhỏ nha. Anh em cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại đó cho mình thì sẽ có người trực tiếp alo và nói chuyện với anh em nha, để anh em đặt hàng cho dễ. Thì quy định mua máy mình thì anh em vui làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn như máy trên triệu thì anh em vui làm cọc 100.000, hoặc là chuyển khoản qua số tài khoản Momo, Viettel Pay, hoặc là số tài khoản ngân hàng nha. Tiền ship, tiền cọc á thì sẽ trừ vào tiền lúc anh em nhận hàng. Ok. Tất cả các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc nha anh em. Ship code toàn quốc cho anh em dễ dàng mua máy nha. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con Oppo A37 anh em, một huyền thoại của Oppo nha. Mình bán lại cho anh em. Mấy con này thì hôm nay mình có rất là nhiều. Anh em mua thoải mái nha. Máy đã dọn đẹp keng. Nói chung mấy con này thay vỏ hết rồi, không có còn con nào mà nguyên ring mà đẹp như này nữa nha anh em. Nhiều anh em sợ thay vỏ thì mình lấy cái vỏ này cũng chả có vấn đề gì khó. Khăn nên là thay nó rất là dễ dàng anh em. Đó, Oppo A37 ha, móc cái nắp ra phát là thay lại được cái nắp rồi. Nên nắp cũ cho mình thay lại cho nó mới đẹp thì bán cho anh em thôi. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin con này là 2630. Đó. Máy thì kính đẹp, vỏ đẹp. Màn hình sáng đẹp nha anh em. Chức năng full nha. Con này giá 1.500.000, 1050, cặp trước 50.000 Viettel là ship cho anh em nha. Một con Ryzen 7 Dream. Con này thì màn nó có một cái đốm nhỏ. Màn hình 5.5, RAM 332, pin con này là 3300. Vỏ thay mới keng cho anh em rồi nha. Vỏ keng xà beng luôn. Samsung Ryzen 7 Dream. RAM 332. Màn sáng đẹp nha, kính không phải trời nha. Màn có một hai đốm vậy thôi. Nên là bán giá rỉ bèo cho anh em luôn. RAM 332 thì chức năng thì full hết rồi, chỉ có cái màn nó đốm đốm mà nhìn thấy nó cũng khó coi một tí, gọi là thôi, sao vấn đề hết. Thì giá con máy này thì bình thường phải 1.6-1.7 triệu, thì con này mình tính anh em 1.450 thôi. 1.450.000 nha anh em, kèm sạc dán kính nha, máy cực đẹp. Nói chung nội thất thì quá đẹp rồi, chỉ có cái màn mỗi dính cái đốm thôi, còn màn rất đẹp nha. Giá của nó 1.450, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Vivo V5. Con này vỏ nguyên zin, có trài xước nha, 4 gấp trài xước. Con này chỉ cần thay cái nắp là đẹp keng rồi. Nhưng mà mình chưa có thay, tí ai bán luôn. Con này RAM 40 nha anh em, RAM 432, màn hình 5.5 inch. Và pin con này 3000, được cái kính đẹp nha. Kính thì không có trài xước nhiều, chỉ có lông mèo vài cọng nhỏ thôi. Sáng cực đẹp luôn, máy nguyên zin. Vivo V5, RAM 432 nha. Đó, rất là đẹp anh em. Chức năng full cho anh em nha. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. V5, để anh em con này giá 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một em iPhone 6 lock. SIM ghép mình hết rồi nha anh em, anh em tự mua nha. Con này mình không có bao SIM ghép. Đó. Máy thì vỏ hơi xấu, không được đẹp keng. Vỏ trầy xước nha anh em. iPhone 6 nha. Đường cái màn sáng đẹp, nói chung mình đã dán kính cường lực rồi, con này là ok luôn. 16GB. Đó, màn ring. Máy nguyên ring nha. Hồi thứ vân tay còn. Vân tay luôn mới ghê nha anh em. Đó, VIP vân tay luôn. 6S. À 6 thường nhá, 6 đây anh em. Pin bao nhiêu phần trăm? Pin bảo trì nha. Úi. Pin này thì phải thay mới lại cho anh em rồi. Pin này anh em không thể sai được, mình cũng quên coi về trên tặng pin. Pin này mình sẽ thay 100% cho anh em. Và giá 1 triệu tròn. Con này tính bán anh em 900 rồi, pin cũng phải 100-200, mình tính anh em 100 rồi thôi. Con này mình sẽ thay pin 100%, bán anh em giá 1 triệu nha. Ok, anh em mua thì cứ gọi nói trực tiếp tình trạng máy như này thì mình sẽ biết đường mình tính cho dễ nha anh em. Con này mình sẽ tính anh em giá 1 triệu, thay pin 100% cho anh em, dễ chịu ha. Anh em vui tính với nhau thôi, đơn giản. Rồi, tiếp theo là con Samsung A50s. Con này vỏ sao xước khác nha anh em, vỏ sao có xước nha. Đó, máy nguyên zin, vỏ sao xuất sắc này.
A50s màn hình 6.4, RAM 464, pin 4000. Sườn thì nói chung là cũng còn ok. Sườn còn ok nè. Không có xấu máy đâu nha. Màn thì còn miếng guarantee luôn, bao anh em màn đẹp. Màn thì còn guarantee sáng đẹp keng luôn. Chả vấn đề lên tinh hết. Đó, rất ok nha. Em thấy không? Rất đẹp. Màn sáng đẹp ha. Riêng nguyên. Con này thì khỏi phải lên tinh rồi. RAM 4 bộ nhớ số 4. Samsung A50s. Con này cấu hình rất là chuẩn nha, xài xuống. A50s nha anh em. Con này để anh em giá 3.2 triệu nha. 3.2 triệu kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung A610 bản hàng màu gold. A610 bản hàng nha anh em. Máy đẹp tầm 98 tới 99 nha. Nguyên zin. Đó, màn hình 5.6. Màn hình thì 5.6 nha anh em. RAM 332, pin 3000. Máy đẹp 98 99, kính đẹp keo sạc beng luôn, gần như không xuất sắc nha. Cái con này xài rất lành, anh em nào mà xài máy hàng quen rồi thì mua về xài chuẩn luôn. Nó rất là mượt nha, mình thấy nó còn mượt hơn máy Việt Nam nếu mà cùng cấu hình nha. Đó, nên em máy này còn rất là đẹp, màn đẹp keng luôn. Samsung A600, máy ngoại hình rất là ok. Để anh em giá 1750 thôi. 1750 kèm sạc dán kính cho anh em nha, xả luôn cho anh em, nhanh gọn nhẹ. Ok, tiếp theo là con Samsung A30 màu xanh nhạt. A30. Con này là RAM 464 anh em. A30 nhưng mà RAM 464 nha, nó ngang con A50. Đó, nhưng mà chip nhẹ nhỏ hơn thôi. Chứ con này là nó có hai bản, bản 332 và đây là bản 464. Đó, máy còn đẹp tầm 97 thôi, lưng sao có xuất sắc này. Màn hình 6.4 pin 4000 nha, RAM 464. Kính thì còn miếng guarantee. Đó, đẹp keng luôn, màn sáng đẹp. Nguyên zin. A30. Wi-Fi cực mạnh nha anh em. A30. RAM 464, con này để anh em giá 2.9 triệu nha. 2.9 kèm sạc dán cực lực cho anh em là đủ nha. Samsung A750 Việt Nam 2 SIM nha anh em. Con này thì vỏ xe có xuất sắc. Đó, nó có dán lông do là nó thẳng là do xài ốp lưng và không dán nên nó bị dính những cái vật cát. Vỏ sườn, sườn thì xuất sắc nha anh em, sườn không được đẹp keng nha. Đó. Màn sáng đẹp nha anh em. Con này RAM 464, màn hình thì 6 inch, pin 3300. Pin 3300 nha anh em. Wi-Fi mạnh nha. Wi-Fi chức năng full A750. Con này ra đi cho anh em giá 2.5 triệu nha. 2.5 triệu kèm sạc dán cực lực cho anh em đầy đủ. Vivo Y20s riêng keng sạc beng luôn tầm 99%. Con này mới gọi là 99 này. Đó. Sửa gương luôn. Y20s nha anh em. Camera 3 mắt, hình chữ nhật thôi. Đó, máy cực đẹp nha. Màn hình 6.51, RAM 6 của nhớ 128. Pin 5000. Cái máy rất là mỏng manh nhưng mà pin trâu bò anh em. Con này nó thực sự mình nói mình kết luôn á. À, máy rất là mỏng manh nha. Cầm vừa tay. Nhưng mà pin lại trâu 5000. Kính thì bao đẹp cho anh em 99%. Đó. Vivo Y20s. Con này mẫu mới ra thôi nên là còn xài rất là mượt. RAM này. Bộ nhớ RAM 6 nhớ 128 này. Khủng luôn. Quản lý hệ thống giới thiệu điện thoại. V2029 anh em, RAM 6 128 ha. Chuẩn xác nha. Y20s. Y20 thì ra 464 thôi, còn là 20S nha. Con này ra đi cho anh em giá 3.4 triệu nha. 3.4 triệu kèm sạc dán kính. 3.4 triệu là anh em sở hữu ngay con Y20S. Tiếp theo là một con iPhone 7 lút màu đen, máy nguyên zin quốc tế. Đây là một số kết quả từ web. Đó, nguyên zin quốc tế nha anh em. Máy còn nguyên zin, bao anh em zin từ A tới Á luôn. Máy thì vỏ sườn đánh giá đẹp tầm 95-96 thôi, để mình cho anh em khó tính. Chứ nó 97-98 thì anh em hơi khó. Nó có trải xước. Sườn có trải xước nha anh em. Nó còn keng mà, tự vì máy zin mà nên nó phải dày thôi. Chấp nhận tí đây anh em. Máy nguyên zin, mọi chức năng full. Có thứ pin này có đúng là pin zin không? 95 anh em, pin zin mà còn 95% nha. Rất là khủng nha anh em. Wi-Fi thì bao anh em xài rồi. Chức năng con này lâu lâu mình có thôi, 7 lút thôi thì mình cũng không còn nhiều.
Vòng tay ok nha. Vòng tay bên chân ok. Máy full quốc tế ha. Đây, hai cái lao rồi bao anh em luôn. Ok, chuẩn chỉnh nha anh em. Bên nút 32GB full quốc tế. Nói chung là bỏ sim là xài, không lăn tăn nha. Giá 4 triệu 6 nha anh em. 4 triệu 6 nha, kèm sạc giãn lực cho anh em luôn nha. Cực rẻ cho anh em rồi nha. 46. Và một em siêu phẩm Samsung Note 10 Lite. Note 10 Lite nha anh em. Có cái bao da, cái ốp lưng này cho anh em luôn. Cực đẹp luôn. Anh em khỏi phải mua ốp lưng ha. Phần tủ đại của khách nó có nên kèm anh em luôn. RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em. RAM 8 bộ nhớ 128. Màn hình 6 inch 7 và pin con này là 4.500 nha anh em. Pin 4.500 ha. Máy đẹp, bảo hành còn rất là dài. Đó, máy đây. Này thấy không? Máy đẹp tầm 97-98. Nói cho nó khiêm tốn thì thực sự phải 98-99 nha anh em. Úp rồi còn nguyên riêng hết ha. Đây. Còn nguyên hết cho anh em nha. Màn thì còn miếng đã dán cái miếng chống trời và full màn hình rồi anh em, quá đẹp ha. Bao đẹp cho anh em từ ga tới áo luôn. Con này chuẩn chỉnh ha, khỏi phải lăn tăn. Máy đúng hàng Việt Nam luôn. Bảo hành còn rất dài. Đó, chức năng ok. Con này còn bảo hành thì anh em yên tâm, Note 10 Lite. Đó. Chuẩn chỉnh nha anh em. Máy cực đẹp nha. Máy quá chi là đẹp luôn anh em ơi. RAM 8 bộ nhớ 128. Anh em cần thì nhặt về xài, rất là ok luôn. Bút biết còn nguyên hết. Kèm anh em cũng sạc xịn luôn, báo sạc nhanh luôn. Note 10 Lite giá 7 triệu 2 nha anh em. 7 triệu 2 một con duy nhất nha. Đó. Hôm nay lâu lâu sưu tầm được thì đang bán cho anh em thôi. Note 10 Lite 7 triệu 2 kèm sạc giãn cực lực rồi anh em nha. Kèm sạc nhanh cho anh em luôn. Samsung A6 cộng bản hàng, mấy màu xám lông chuột anh em. Màu xám lông chuột đi. Đẹp 99 nha. Đẹp 99%. RAM 4/32, màn hình 6 inch, pin con này là 3.500 nha. Máy thì không thể chơi được, 99%. Kính cực đẹp, anh em nào mà thích dòng hàng xài bao đẹp, bao mượt luôn. Máy con này xài rất là sướng. Rồi, ra đi cho anh em, giá con này là 2 triệu 6 nha. Kèm sạc giãn kính 2 triệu 6. Máy nguyên riêng đẹp kem. Samsung A31 màu trắng nha anh em. Samsung A31 màu trắng nha. Màn hình 6.5 nha. RAM 6 bộ nhớ 128. Pin con này là 4.000. Máy nói chung là còn đẹp. 98-99. Kính này đã dán lực cho anh em rồi. A31 Samsung. Wi-Fi cực mạnh. Chức năng full. A31 nha anh em. Con này đã đi cho anh em giá 4 triệu tròn. 4 triệu tròn. Kèm sạc giãn kính nha. Samsung A71 riêng nguyên kem sạc bên đẹp tầm 98, vỏ sale là do vài phút cát thôi chứ nó rất là đẹp. A71 nha. Đó. RAM 8 bộ nhớ 128 luôn anh em. Con này RAM 8 bộ nhớ 128 nha, màn hình là 6.7 và pin con này 4.500 nha. Đó, màn hình sáng đẹp. Wi-Fi chức năng ok. A71 máy đẹp, ngoại hình là cũng còn tầm 97-98 hay không có 6 nha, keng ring. Con này đã đi anh em giá 5 triệu 6 nha. 5 triệu 6, kèm sạc giãn kính cho anh em luôn. Một con 6S full anh em. 6S full, vỏ hơi xấu nha. Vỏ xuất sắc nha. Đó. 6S 16GB full quốc tế, màn đẹp. Vỏ hơi xấu, chưa có thay. Nếu thay là keng luôn. Để im luôn mình không thay ha. Đó, anh em nào cần thiết máy ring thì lái xài. Đây, vân tay vân chân đầy đủ hết. Ok. 6S riêng nguyên 16GB. Con này ra đi cho anh em 2 triệu 1 thôi. 2 triệu 1 nha. Kèm sạc giãn lực lại cho anh em luôn nha. Một con A8 Samsung. A8 thì màn hình nó chỉ có 5.6 thôi nha anh em. Màn hình này 5.6 nha. Đây bản hàng nha anh em. RAM 4 bộ nhớ 32, pin 3.000. Con này bữa trước bán cho một anh rồi. Anh về anh la là màn hình sao nhỏ dữ. Mà mình đã nói là A8 là màn hình 5.6. Kính có lông mèo vài cộng như đây. Đó. Ở sao thì nói vậy thôi chứ đâu có dấu giếm gì đâu. Đó, màn sáng đẹp nha. Mà anh về anh nói là màn do màn nhỏ quá. Mà thực sự 5.6 thôi anh em có lớn gì đâu. Đó, do nó tràn viền nè nên nhìn thấy nó như thế. Đó. Chứ không phải là màn hình bự. Cái dòng bự thì màn hình 6 inch thì khác anh em ơi. Còn con này là chỉ 5.6 thôi nha, mình sẽ nhắc trước nha. Anh em mua cứ tham khảo kỹ ha, A8. Đỡ tốn ship đi ship về anh em ơi.
tốn tiền ship chứ trả được cái gì. Email nha anh em, con này là hai sim nha. Email 18858, một sim thôi nha anh em, một sim nha. Bán hàng như riêng nguyên nha, xài một sim. Đó, kèm sạc dán kính cho anh em nha. RAM 432, 2.4 triệu. 2.4 triệu kèm sạc dán kính. Ok, clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.